vì sao các vua hùng thọ cả trăm tuổi, có vị sống đến 420 năm. Theo cuốn Ngọc Phả Hùng Vương do Hàn Lâm Trực học sĩ Nguyễn Cố soạn thời vua Lê Thánh Tông năm 1470, các vua hùng đều rất thọ. Vị nào mất sớm nhất cũng sống cả trăm năm, thậm chí có vị sống đến 420 tuổi. Theo đó, ngôi báu của Hùng Vương truyền 18 đời, đầu tiên là Kinh Dương Vương ở ngôi 215 năm, thọ 260 tuổi. Con trai ngài là Lạc Long Quân, vị vua thứ hai của triều Hùng, hiệu Hùng Hiền Vương, là người có tuổi thọ cao nhất, 420 tuổi. Ông ở ngôi 400 năm. Vua Hùng thứ ba Hùng Quốc Vương có tuổi thọ bằng ông nội 260 tuổi, ngài trị vì 221 năm. Đời tiếp theo là Hùng Việt Vương, Ngọc Ngà không ghi tuổi, chỉ nói ngài ở ngôi 300 năm, điều này cho thấy tuổi thọ của ngài còn cao hơn cả ông Bành Tổ của Trung Quốc. Một trong những vua Hùng có tuổi thọ khiêm tốn nhất, theo Ngọc Phả, là Hùng Huy Vương, đời thứ 6, chỉ 100 tuổi, ở ngôi 87 năm. Bù lại, con trai ngài, người mà mọi con dân Việt Nam đều biết đến với cái tên Lang Liêu, lên ngôi với hiệu Hùng Chiêu Vương, lại cai trị đất nước Văn Lang những 200 năm. Các vị vua khác không được nêu rõ tuổi thọ, nhưng thời gian trị vì cũng trên dưới một thế kỷ. Tuy nhiên, trên thực tế, tuổi thọ trung bình của con người sống cách đây mấy nghìn năm rất thấp. Ngay cả sau này, các vua chúa cũng có tuổi thọ rất khiêm tốn. Một nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ trung bình của các vua chúa Việt Nam tạm tính dựa trên 90 vị có số liệu về tuổi thọ là 44,2 năm và số trường hợp sống qua tuổi 60 chỉ chiếm 12%. Lý giải về tuổi thọ mấy trăm năm của các vua Hùng có một quan điểm đang được nhiều nhà sử học tạm chấp nhận, 18 đời vua Hùng không phải là 18 cá nhân cụ thể mà là 18 chi nhánh và ngành. Mỗi chi này lại có nhiều vị vua thay phiên nhau trị vì và dùng chung vương hiệu. Vì thế, thời gian trị vì mới kéo dài tới cả trăm năm như vậy.